Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Hôm nay cũng khá là lâu rồi mình mới quay lại máy cắt liên hợp nha. Hôm nay là đầu mùa luôn của mấy anh em máy liên hợp nè. Đây mình chia sẻ anh em xem nha. Tới rồi anh em ơi, này chia sẻ anh em tới mùa cắt lúa tại đồng quê nhà mình nha. Xuống dốc rồi. Đây, thì cắt cái đám lúa rất là trúng nha anh em. Lúa này cũng là lúa nhà mình luôn nha anh em. Thấy trúng không anh em? Vàng mơ luôn. Mà nó hơi lòm lòm mà. Rồi có mồi nhậu luôn anh em ơi. Cúng giống hả? Qua đã. À, anh này anh vệ sinh kết nước nha. Trời yếu bệ, yếu bệ này. Vậy? Đường bìa nha, đường bìa lúa ngã ra quá trời, ngã ra muôn. Xe cậu lúa cũng đã tới luôn nha anh em. Chú nhà quý nè. Ê. Này là mở đồng đám đầu tiên nha anh em. Ở đồng này ở Thạnh Hóa, Long An ha.
tới ngay đây chắc trở đầu lại luôn hay gì đây. Tới ngày đây mới trở nè, trở đầu lại cắt dòng ngược lại. Cái góc ngay đây anh cắt chậm là tại anh hạ hàm xuống anh vớt qua cái ngã dòng đầu nên chậm ha, đi đường trường anh đi nhanh lại rồi.